Hai anh em đang xem video ạ. Hôm nay em lên video giới thiệu cho anh em những sản phẩm Milwaukee, hàng chính hãng Milwaukee, và sẽ được bảo hành 1 năm cho anh em yên tâm mình sử dụng ha. Đây là cây máy mài, máy cắt cầm tay, hàng chính hãng, bảo hành 1 năm nha anh em. Mẫu này là động cơ không trở than, xài pin M18, có thắng dừng ngay lập tức, dòng chữ rá bịp xì tóp, công tắc trượt phía bên trên. Xài cốt M10 nha anh em. Cốt M10 là đá 100, có chụp bảo vệ và có tay cầm và đầu nhông nhỏ gọn là mẫu đời mới. Cây này có mã số là FSAG100XB nha anh em. Mẫu này giá khoảng 3,3 triệu một máy nha. Rồi, ok, đây. Rồi, đây thì em có mới về sản phẩm nguyên hộp, nguyên siêu, máy bắn bô lông 2962-20, hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL nha anh em. Chứng nhận UL, Made in Việt Nam xuất Mỹ. Lực mạnh là 881 N nha anh em. Đây là phần thông tin thông số kỹ thuật. Máy đầu khẩu 1/2, lực siết vào là 745.7 N, lực mở ra là 881.3 N, 4 cấp độ điều chỉnh lực. Và đây là các thông số vòng tua từng số. Và máy có chiều dài 152.4 mm, có cân nặng là 1,6 kg. Hàng mới nguyên siêu nguyên hộp nha anh em. Cái này giá khoảng 3,8 triệu một hộp như vậy. Giá thân máy đó, nguyên thân máy, có pin sạc đồ có đầy đủ nha anh em. Rồi, đây là cái cây bu lông hàng chính hãng, nhỏ gọn, lực là 339 N, mã là M12 FIVKF12, đầu khẩu 1/2, lực 339 N, thích hợp với anh em làm công việc gọn nhẹ, làm việc trên cao. Xài pin M12 6.0 là bao trâu luôn nha anh em, bắn nửa ngày luôn. Ở đây máy pin sạc thì khoảng 3,5 triệu. Rồi, đây thì có mẫu cưa kiếm. Mẫu cưa kiếm anh em cần xài cưa kiếm pin 12V, cây này gọn nhẹ luôn. Máy với pin cân nặng khoảng 1,2 kg, động cơ không trở than, hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL, mã số là Casno 2520-20 nha anh em. Cây này thì giá khoảng 1,9 triệu thôi. Hàng mới, cưa kiếm đó là hàng mới. Rồi, đây là em có về combo M12 3497-22. Combo này được sản xuất Mexico nha anh em. Made in Mexico, xuất qua Mỹ có chứng nhận UL. Combo nguyên siêu, hàng mới chăm chăm. Đây, hàng mới chăm chăm, đây có sách hướng dẫn với catalog giới thiệu các máy móc. Rồi, và đây là sạc. Sạc này có thể cắm điện 220 nha anh em. Điện vào 220. Và đây là pin M12 2.0. Và đây là cục pin M12 4.0. Và đây là cái thân máy bắn vít. Đó, hàng mới chăm chăm, nguyên bọc nguyên siêu luôn. Này là mẫu đời mới, có 3 đèn LED chiếu sáng. Mã số là 3453-20. Hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL. Made in Mexico nha anh em. Được sản xuất ở Mexico. Mã số là 3453. Đây là số seri ha. Số seri của mã máy đó. Đó. Này có 4 cấp độ điều chỉnh lực. Số 123 là mình bắn vít. Rồi có chế độ bắn tự động, đủ lực sẽ dừng lại luôn. Động cơ không trở than. Đó là cái chiên bắn vít. Lực mạnh là khoảng 170 N. Và cân nặng khoảng 800 g. Còn đây là cái khoang 3 chức năng. Mã số là Casno 3404-20. Sản xuất Made in Mexico, xuất Mỹ có chứng nhận UL. Số series của máy. Và đây là đầu kẹp phan 13 mm, 3 chức năng, có búa để phân tường pha mi tông, bắn vít phân gỗ phân sắt. Động cơ không trở than, có điều tốc luôn, có đèn chiếu sáng, đèn báo pin luôn nha anh em. Thích tích hợp trên thân máy này luôn. Lực mạnh của máy này khoảng 45 N cho cây phan. Cây phan xài pin 12V nhỏ gọn. Đây là nguyên combo, có túi sách đựng luôn nha anh em. Cái túi sách này có kích thước là dài 33, ngang là 25, chiều cao là 25. Túi này size M12. Đây, ký hiệu M12 Milwaukee, ký hiệu M12. Nguyên combo này giá 4,6 triệu nha anh em. Anh em quan tâm mà có nhu cầu mua liên hệ em nha.
Ở đây là cây máy này có anh khách gửi bán luôn anh em ơi. Mẫu này là chuyên khoan bê tông 4 chức năng, lực mạnh khá là mạnh mẽ luôn. Có chống rung AVS 2 điểm luôn anh em, động cơ không trở than. Và cái này thì có chống giặt. Chống giặt luôn ha. Chống giặt bảo vệ cổ tay. Mã số 2915-20, hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL. Có 4 cấp độ, 4 cấp độ, cấp độ này khoan có búa. Này là có búa đục bê tông. Đây là tích hợp chức năng đục xây mũi. Và đây là khoan không búa. Chỗ này anh em quan tâm thì liên hệ em ha. Máy chạy im dữ tời. Rồi ok, có một cây duy nhất luôn. Rồi. Và đây tiếp theo giới thiệu với anh em, đây là cái ba lô, ba lô Milwaukee Back Out, ba lô Back Out nha anh em. Mẫu này là hàng khách qua sử dụng rồi. Khách qua sử dụng anh không có nhu cầu sử dụng cái túi này nữa, anh xài thùng á, anh nhượng lại ha, bán lại. Gửi em bán. Đây anh em xem. Cái túi này mua với giá cỡ được bao nhiêu là hợp lý anh em. Đây, đó. Đây thì cũng còn khá đẹp luôn anh em ơi. Đó, chắc là như xài lướt qua, xài cỡ 3-4 tháng. Đó. Có sử dụng qua nó gì nè anh em. Rồi, đây thì tay nắm đây thì này không có bị gách nha anh em. Không có bị gách gì hết. Đó, anh xài ok. Anh khách gửi bán lại ha. Đây có bên dưới có chìm một miếng xốp luôn nè. Miếng xốp để cho nó chống cái đồ mình để vô nó không có chạm cái đáy, nó bị chày anh em. Đó, đây là để đồ ở đây để dắt những cái vít rồi ha. Nè. Đó, đây thì nó dĩ này anh em về chà rửa cái là nó sạch luôn anh em ơi. Đó. Đây còn khá đẹp ha. Đó, hàng này hàng khách qua sử dụng cái lúc đầu mua mới. Cái này là lúc đầu anh khách mua mới. Rồi anh xài cỡ 3 tháng giờ anh đổi qua dàn thùng rồi. Đó. Anh gửi lại bán nha anh em. Đó, túi này cũng còn khá đẹp luôn ha. Đó, bên sau không có quải nhiều, khá đẹp. Rồi. Bên dưới ở đây gài khớp ngàm Back Out. Đó, khớp ngàm Back Out gì ha. Đó, có gài vô cái thùng đó. Rồi. Đây anh em quan tâm thì cái túi này liên hệ em ha. Đó, đẹp trước thì như vậy. Cũng còn này thì tình trạng cỡ 90% thôi anh em. Đấy, rồi, cái túi ba lô vậy ha. Rồi. Đây là có cái nón bảo hộ Milwaukee màu vàng nha anh em. Nón này 1.1 triệu nha anh em. Rồi. Milwaukee màu vàng, nhựa khá là chắc chắn, bền đẹp, sản xuất made in USA. Hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL, có nút tăng chỉnh ôm vô cái đầu mình luôn. Đó. Rồi, đây là cái nón ha, 1.1 triệu nha anh em. Made in USA. Made in USA sản xuất nha. Đây. Đây là Made in USA nha anh em. Đó. Rồi, đây là thông tin thông số kỹ thuật của cái nón bảo hộ này ha. Rồi, ok, đó là cái nón. Rồi. Đây tiếp theo là có cây máy mài máy cắt cầm tay của Makita. Xài pin 18V, động cơ không trở than. Công tắc trượt phía bên trên. Mã số là XRG04, hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL. Xài cốt đá 120 nha anh em. Nếu mà anh em muốn xài đá 100 thì mình chim hiêm miếng lông đền là sẽ xài được đá 100 nha anh em. Sử dụng được hai loại đá luôn, là thêm một miếng lông đền nữa, mua thêm miếng lông đền 100.000 nữa. Hàng mã Mỹ nha anh em, cây này giá 2.3 triệu anh em ơi. 2.3 triệu, hàng mới nguyên siêu luôn nha anh em. Giao cho anh em hàng mới nguyên hộp luôn. Rồi, đó là cây máy mài với cái cầm tay của Makita. Còn đây là chiên bóng vít của Makita. Pin là này là pin zin nha anh em. Pin zin Makita 18V 5.0. Makita USA, sale là made in Singapore. Cái này pin zin giá 1.2 triệu. Đây là chiên bóng vít XDT19, hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL, hàng mới 100 nha anh em.
máy kèm theo móc treo ha. Đó, chuyên 4 vít lực mạnh 180 Newton. Động cơ không chổi than, 4 cấp độ điều chỉnh số và 4 cấp độ điều chỉnh chế độ thông minh, đó là 8 cấp độ. Xe này giá 2.450.000 nha anh em. XDT19 hàng mới 100%. Đó, ok. Rồi, đây là cây máy cưa lộng binh. Đây là cưa lộng ha, mã số là Casno 2737-20, hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL. Hàng mới giá khoảng 2.300.000. Cái này là động cơ không chổi than nha anh em. Động cơ không chổi than ha. Rồi, đó, đây là những mẫu máy vừa giới thiệu qua. Rồi đây là mẫu máy cắt mini Made in Mexico nha anh em. Mã số là 2522-20, sản xuất Mexico, hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL. Động cơ không chổi than và có phụ kiện là chụp bảo vệ nè, với con ốc siết dưới tay siết nha anh em. Rồi với ba cái miếng lưỡi cắt đa năng, cắt gạch, cắt tường, cắt bê tông, rồi cắt cắt sắt nữa anh em ơi. Đó, đủ đó là ba cái lưỡi cắt ha. Rồi máy này giá khoảng 2.600.000 nha anh em. 2.600.000. Rồi còn đây thì em có cây máy mài mẫu này cò bóp ha. Mẫu này em anh khách gửi bán nha anh em. Động cơ không chổi than. Mã số là 2880-20, hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL, xài cốt đá 120. Cái này anh em quan tâm mày liên hệ cây này, giá cũng khá rẻ nha anh em. Này rẻ hơn hàng mới cỡ vài trăm nha. Rẻ hơn hàng mới vài trăm, cách mua phải trưng bày à. Đó, trưng bày chưa qua sử dụng luôn á, nó để lâu nó dính bụi nó cũ á anh em. Rồi, anh em cần liên hệ em ha. Rồi đây em có mẫu máy mài máy cắt cầm tay, loại cò bóp, rồi có 5 số cấp độ để mình điều chỉnh lực. Tốc độ, điều chỉnh tốc độ, mã số FSAGV100XBDB. Đó, cò bóp phía bên dưới nè. Máy chạy có thắng dừng ngay lập tức luôn anh em ơi. Đầu nhông cốt nhỏ gọn, thân máy 3.900.000. Bu lông. Bu lông nhỏ gọn luôn. Rồi. Đây em có cây máy của anh khách gửi bán luôn nè anh em. Đây mẫu này. Mẫu này là bắn bu lông, động cơ không chổi than. Anh khách mua về bắn một vài con ốc và mua để trưng bày luôn tới giờ. Đó, anh gửi bán ha. Mã số là 2863-20, hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL. Có 4 cấp độ điều chỉnh lực, số 1234. Động cơ không chổi than, đầu khẩu 1/2. Cây này anh em xem tình trạng cũng còn khá mới, khá đẹp nha anh em. Có chức năng quanh key, có thể kết nối điện thoại với máy để cho mình phá máy và điều chỉnh lực của máy luôn nha anh em. Và định vị biết máy ở đâu trên bản đồ luôn. Anh em cần mua cây này liên hệ với anh khách ha. Anh khách chào giá là cỡ 4.000.000 nha anh em. Có thương lượng đó, anh em cứ liên hệ ha, em sẽ cho số điện thoại của khách ra rồi anh em liên hệ nha. Rồi đây là cây máy cắt rung, máy cắt rung M18 nha anh em, có 10 số cấp độ để mình điều chỉnh lực rung luôn, nhanh và chậm luôn. Cây này là động cơ không chổi than, có đèn chiếu sáng và xài pin M18, hàng nhập Mỹ có chứng nhận UL, mã số Casno 2836-20. Hàng mới 100% nha nè. Đi kèm theo đó là các phụ kiện là lưỡi cắt rung với đế chài với nhám nha. Rồi, đó, giá 2.600.000. Còn đây là cây cưa kiếm mẫu này giá 2.200.000. Đó. Bin M18, rồi động cơ không chổi than, hàng này cũng còn khá đẹp nha anh em. Đó, khá đẹp, giá 2.200.000. Rồi còn đây em có cây này hàng chính hãng, anh khách qua sử dụng vài tháng rồi cần bán lại nha anh em. Anh khách này cũng khá là kỹ, có dán keo chống chày luôn anh em ơi. Dán keo chống chày luôn, động cơ không chổi than.
hàng chính hãng M18 FPD3 sản xuất năm 2023. Có chức năng chống giặt bảo vệ cổ tay luôn anh em mình ơi. Cái này em cần thì liên hệ với em ha. Pin này pin cũ luôn, qua sử dụng luôn, đi theo luôn nha anh em. Theo bộ luôn ha. Rồi, còn đây là cây chuyên bắn vít Milwaukee. Mẫu này là động cơ không trở thang. Cái này hàng mới thì giá khoảng 2,3 triệu. Còn hàng trưng bày thì 2,2 triệu. Hàng chạy xíu thì cỡ 2,1 triệu nha nè. Có hàng cũ thì 2 triệu ha. Cũ nữa thì 1,9 triệu nha nè. Đủ loại đủ giá cho anh em mình lựa chọn luôn. Đây là chuyên vít động cơ không trở thang của mã số 2953-20-4. 4 chức năng, bấm điều chỉnh lực 4 cấp độ. Lực mạnh là 226 N. Quá là mạnh mẽ luôn. Còn đây là cây chim vít. Mẫu này là giá khoảng 1,5 triệu. Mã số 3650-20. Sản xuất China, xuất Mỹ. Xài pin 2.0. Rồi, ok, lực mạnh là 192 N. Cái này lẫn là 2953. 2953. Rồi đây là cây phan cũ 1,8 triệu nè. Nên khách gửi bán nha. Anh cần chuyển hệ qua bắn vít. Rồi. Rồi, ok. Đây là cây máy bơm hơi. Bơm hơi M18 ha. Cái này giá khoảng 2,5 triệu nha anh em. Cái này là 2848-20, sản xuất China, xuất Mỹ, có chứng nhận UL. Thông số bơm hơi đồ cũng dễ dàng. Bấm lên gì bấm nút là nó chạy thôi. Công suất lực mạnh tối đa là 150 PSI nha anh em. Made in China, xuất Mỹ, có chứng nhận UL, dây và phụ kiện đầy đủ, 2,5 triệu. Còn đây là cây máy bắn đinh bê tông, bắn tường, bắn kẹp chữ C, bắn nẹp điện, làm công việc thao tác rất là nhanh. Động cơ không trở thang, không xài ga, không ga nha nè. Đầu nòng thì có nhiều cỡ để mình thay đổi luôn ha. Bắn từng chi tiết luôn. Xài pin 18V Makita, chân pin phổ thông nha nè. Chân pin phổ thông đó, anh em xem và tham khảo cây máy bắn đinh bê tông. Rồi đây thì em có cây phan, bộ máy pin sạc là 2,5 triệu nha anh em. Động cơ không trở thang, Casno 3404-20, sản xuất Made in Mexico, xuất Mỹ, có chứng nhận UL. 3 chức năng, có búa để phân tường, phân bê tông rồi luôn. Máy pin sạc 2,5 triệu, M12 12V 2.0. đó, ok, cho cây máy này luôn. Rồi đây là cây phan gốc, đây là cây phan gốc 900.000 nha nè, 900k, hàng mới 100%, nguyên siêu nguyên hộp luôn em ơi. Mã số là 2415-20, động cơ không trở thang, hàng xuất Mỹ, có chứng nhận UL. Động cơ có thang nha nè, động cơ có thang, đầu kẹp 10mm, đầu kẹp autolock bằng nhựa 10mm, có số để cấp độ để mình bắn vít luôn. Còn đây là Makita XDT16, hàng xuất Mỹ, có chứng nhận UL, giá 2,4 triệu, 8 cấp độ điều chỉnh lực. Cây này là cò nó cứng hơn của XDT19. Rồi, đây là 2960, đầu khẩu 1/2. Và cây bu lông hàng chính hãng, giá 2,7 triệu, 339 N. Còn đây là cây phan, phan này 3601-20, máy pin sạc 2,5 triệu anh em ơi. Anh em sử dụng xài gia đình là tuyệt vời luôn. Hai triệu rưỡi à. Còn cây đây là cây bu lông 813 N. Động cơ không trở thang, mã số 2861-20, hàng xuất Mỹ, có chứng nhận UL, đầu khẩu 1/2, 3 cấp độ, số 123. Cây bu lông hàng trưng bày anh em, hàng còn khá là đẹp luôn á.
Rồi đây là cái khoang bê tông bắn bu lông xuyên tâm, đầy đủ bộ tiếp phụ kiện đồ luôn, đèn chiếu sáng, đèn pin chiếu sáng 550, có thể điều chỉnh ngang gập lên gập xuống luôn nha nam. Đó, đèn pin ha 550, ok, đèn chiếu sáng dội gì cũng khá là êm vừa xài nha nam, 550 giá tiền cũng hợp lý. Đó, dội sáng rồi thấy cũng ok, hàng xuất Mỹ có chứng nhận UL nha nam. Fan 2904-20, bắn bu lông 1200 newton, bu lông 2000 newton, và fan của hãng LED mã số đời cao nhất 1271, bơm hơi 12V. Fan đó, ok, nón bảo hiểm 90.000 một cái luôn anh em ơi. Hút chân không, hút chân không Milwaukee, có chống giặt bảo vệ cổ tay luôn. Động cơ không chở than, hàng Casno 2904-20, đầu kẹp bằng thép Autolock 13mm, và động cơ không than 2904-20, lực mạnh là 158 newton, và mẫu đời cao nhất và mạnh nhất của hãng Milwaukee. Động cơ không chở than, có 3 chức năng, có búa bắn vít phần tường phần sắt và bắn phan gỗ phan sắt, và có búa để phân tường, phan rất là ngọt rất là nhanh. Máy khá mạnh mẽ và vòng tua tối đa là 2.000 vòng, là lực khá là mạnh mẽ luôn anh em. Rồi ok, hôm nay giới thiệu có thứ không? Có kìa. Đó. Thuốc ra đây, ra đây. Nghe rằng rằng hả? Thôi qua đo gan mẹ đưa qua. Đo gan dưới đo lên không đo. Trên nó xuống. Trên nó xuống tới đầu. Ở đây đây rồi. Dạ. Dạ. Làm đại luôn. Chơi đại luôn. Nằm. Cái ra đi rồi 6. 2, 9, 2, chút xíu đi. Rồi. Ngay cái đủ cái đó. Nó mới chừng mét mốt mà thêm miếng ra đi á. Ờ đó. Quá mạnh quá ngon rồi. Quá mạnh quá ngon rồi, ông thợ cưa quá đã tay rồi. Chạy luôn, đã tay luôn. Này cưa cây bự nó đâu ngán. Này bao cây hai thước hoành luôn. Bao cây hai thước hoành luôn. Quá dữ. Sập luôn á. Thợ thầy ta cắt không mà. Thợ thầy không mà không. Xẻ luôn, xẻ gỗ luôn. Mày xẻ dán là bao đông phân là gì vậy? Xẻ. Coi nghe. Đúng là đúng rồi, chuẩn mà. Chạy. Qua dựng. Cái này là chỉ có sợ cái trụ đá thôi, chứ cây không có sợ. Mất cái lò cây. Không có ngán cây nào hết trơn. Không có cái nào hết. Qua dựng.